bốn phương, trải nghiệm du thuyền đẳng cấp 5 sao, đầu tư bất động sản chuyên nghiệp, tham gia môi giới đấu giá sôi động là những gì mà THT Group sẽ đem đến cho quý đối tác, quý khách hàng trên hành trình phát triển. Công ty cổ phần tập đoàn THT Group là tập đoàn kinh tế đa ngành tại Việt Nam, được thành lập bởi những nhà đầu tư có bề dày kinh nghiệm, các doanh nhân tâm huyết và am hiểu thị trường. Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh du lịch, du thuyền, bất động sản, môi giới đấu giá. Ở THT Group, chúng tôi hướng đến xây dựng một thương hiệu THT chuyên nghiệp với tôn chỉ hoạt động, minh bạch, cầu thị và đồng hành. THT Group có thương hiệu trong lĩnh vực phân phối các sản phẩm chung cư, nhà dự án và chuỗi nhà đất thổ cư. Đến nay, THT Group đang dần khẳng định uy tín và vị thế trong nhiều lĩnh vực ở cả mảng du lịch, du thuyền, môi giới đấu giá, bất động sản và kinh doanh thương mại. THT Group đã triển khai nhiều dự án thành công ngoài mong đợi. Với lợi thế sở hữu các quỹ đất đẹp bậc nhất tại các địa phương giàu tiềm năng phát triển, cùng kinh nghiệm và mối quan hệ hợp tác với các đối tác lớn, THT Group quyết tâm và tập trung nguồn lực để phát triển các dự án của mình thành những sản phẩm đầu tư hấp dẫn, chốn an cư cho nhiều cá nhân phù hợp với mọi nhu cầu khác nhau. Mỗi sản phẩm tại các dự án sẽ mở ra cơ hội mới, đủ sức hấp dẫn bất kỳ nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp nào, dù là khó tính nhất. THT Group, nơi tôn vinh giá trị bền vững,